Thưa quý vị, hiện nay dù đã giảm nhưng giá bán lẻ xăng dầu trong nước vẫn ở mức cao. Giá xăng tăng kéo theo nỗi lo về giá cả leo thang, mức chi tiêu tăng buộc nhiều người phải tính đến các phương án để cân đối tài chính. Việc chi tiêu sao cho hợp lý đang là một vấn đề được nhiều người quan tâm, nhất là chị em phụ nữ, những người được ví như tay hòm chìa khóa trong gia đình. Vừa mới được đi làm trở lại sau những ngày tháng dài phải nghỉ việc, cắt giảm giờ làm do dịch Covid-19. Chị Chuyên lại phải cân đối tài chính chi tiêu hàng tháng. Giá xăng, giá thịt, giá rau, cho tới giá chai nước mắm cũng tăng. Với tổng thu nhập một tháng của hai vợ chồng tròn 10 triệu, chi tiêu cho cả gia đình 4 người, chị Chuyên đã lên cho mình một kế hoạch chi tiêu trước cơn bão giá. Trước thì thật ra mình tiêu thì cũng không phải ghi chép bao giờ. Nhưng mà bây giờ thì hàng tháng thì mình phải chi ra, ví dụ như một ngày mình mua những gì. Đấy, để mình cân đối lại trong hàng tháng như vậy. Tháng trước, tháng sau mình xem nó chênh lệch nhiều hay không. Dù không phải căng ke như gia đình chị Chuyên, nhưng anh Đoàn Công Nam, nhân viên giao hàng, cũng đã phải cắt bỏ một số danh mục chi tiêu hàng tháng. Những thứ tiêu dùng hàng ngày không thật sự cần thiết đã được cả nhà đồng ý cắt bỏ. Thu nhập thì không có tăng. Đấy, nhưng mà cái giá xăng bây giờ tăng thì bây giờ cái người lao động chúng tôi phải chịu rất nhiều. Nhiều khi thuốc lá, cà phê bây giờ thì cũng bỏ, không hút. Đấy, không uống cà phê. Về cái nhiều khi cái chi tiêu của mình nó không đủ. Không chỉ người tiêu dùng mà cả những người làm ăn kinh doanh cũng gặp khó khăn. Dịch bệnh kéo dài đã khiến sức mua trong dân giảm. Xăng tăng kéo theo chi phí vận chuyển, giao nhận hàng tăng, buộc tiểu thương phải bán nhích lên chút đỉnh. Khách hàng đã ít, nay càng ít hơn. Quá là khó khăn luôn, từ hồi xăng lên là cái gì cũng lên theo. Lên theo là sức mua bán đồng lương không lên, ăn uống hạn chế lại hết. Tất cả mọi thứ đều hạn chế lại hết. Thế gì ta mua nửa ký, giờ mua 3 lạng. Buôn bán ế ẩm, sức mua giảm là điều dễ hiểu. Khi thu nhập suy giảm do dịch, nay giá cả tăng cao, người tiêu dùng chọn cách siết chặt hơn các khoản chi tiêu để vượt qua khó khăn trước mắt. Lương sẽ cắt giảm, có thể như vậy á. Mà bây giờ mà giá sinh hoạt thì do giá xăng tăng thì có thể là tăng kéo theo. Thành ra tôi cũng rất là lo ngại, không biết có chịu nổi không. Tôi cũng có suy nghĩ lại về cái cách chi tiêu của mình với gia đình mình. Đấy thì bình thường thì cũng có thể là mua rất là nhiều đồ và dự trữ cho các con ăn. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì tôi chỉ mua những cái thứ cần thiết cho các con. Thực tế cho thấy đây là giai đoạn tác động kép đối với chi tiêu của các gia đình. Bởi không chỉ giá cả các mặt hàng tiêu dùng đồng loạt tăng, mà việc làm và thu nhập cũng bị giảm. Để thích ứng với điều kiện khó khăn hiện tại, nhiều gia đình đã xây dựng kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm hợp lý và thay đổi một số thói quen hàng ngày. Trên các diễn đàn, nhiều bạn trẻ chia sẻ thói quen hình thành tiêu dùng tiết kiệm bằng cách đọc sách, thay vì xem điện thoại săn hàng giảm giá, luyện tập môn thể thao phù hợp ngay tại nhà. Tự pha cà phê, tự nấu trà sữa, làm quen với nấu ăn sáng trưa tối tại nhà mỗi ngày. Thường là cũng đây cũng đến phòng gym tập, mà trong mùa dịch này nên là bảo vệ sức khỏe và bảo vệ cũng cộng đồng, nên là mình ở nhà mình tập nó giữ gìn vệ sinh với mình cảm thấy an toàn hơn. Gia đình tôi đã có những thay đổi trước đây. Mỗi buổi sáng chúng tôi thỉnh thoảng thường đi ra ngoài tiệm để ăn sáng, nhưng hiện nay tôi dậy thức dậy sớm nấu ăn buổi sáng đều. Khuấy cà phê uống tại nhà. Du lịch, vui chơi thì gia đình năm nay thì cũng là không có dám đi đâu cả. Theo khảo sát của công ty nghiên cứu và phân tích dữ liệu quốc tế, khoảng một nửa, 48% người tiêu dùng Việt Nam đã bị giảm thu nhập vào năm 2021. 28% người tiêu dùng đã tăng mức tiết kiệm, giảm chi tiêu cho các khoản tiêu dùng không thiết yếu, gồm du lịch, giải trí và ăn uống. Khoảng 34% người tiêu dùng Việt Nam đã phải sử dụng đến khoản tiết kiệm và 21% phải vay mượn để vượt qua làn sóng dịch bệnh khó lường. Hơn một nửa người tiêu dùng Việt Nam, 53%, cắt giảm các khoản chi tiêu không thiết yếu trong 6 tháng qua. Trong khi đó, 80% dự định sẽ tiếp tục cắt giảm trong tương lai. Thúc đẩy tiêu dùng là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, không ai có thể biết khó khăn sẽ dài thêm bao lâu. Nhiều loại hình công việc tiếp tục bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực. Trong khi chờ các giải pháp bình ổn thị trường, người dân, người lao động phải tự linh hoạt với phương án kinh doanh, làm việc chi tiêu sinh hoạt phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mình. Thưa quý vị, thiết bị điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống con người. Tại Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng cũng như Việt Nam nói chung
rác điện tử đang được thải ra chủ yếu từ các hộ gia đình, hầu hết được các dựa ve chai thu gom. Và việc xử lý không đúng cách loại rác đặc biệt này sẽ gây những ảnh hưởng xấu đến môi trường. Trên cái tivi, trong phòng tôi cái tivi, phòng con cái tivi, sau cà phê nhà bếp cái tivi, chỉ nhà tắm mà chưa có thôi, mà giờ tôi muốn bán, chai hết. Những người mà ta có cái tiệm nét hay gì đó, điện tử, tivi, điện thoại đó là nó tới đó, nó hàng nó bị lỗi là nó điện về cái nơi sản xuất nó thu lại thôi. Còn mình như mình mua mình xài hư rồi là xong. Cái này cũng là điều mà mình đáng lo ngại đó, nên nhiều khi không biết là mình sẽ để như thế nào. Nhiều khi để ở nhà, để một góc nào đó trong nhà, biết là mình cứ để như vậy thôi. Khi công nghệ thay đổi từng ngày như hiện nay, thì vòng đời của các thiết bị điện tử ngày càng ngắn đi và lượng rác thải công nghệ ngày càng nhiều. Thói quen của nhiều gia đình Việt thường bán đồ điện tử cũ, hỏng cho các điểm thu mua phế liệu hay bỏ lẫn vào các loại rác thải khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sự nguy hại từ thói quen này. Chỉ trong một viên pin nhỏ có các kim loại nặng như chì, thủy ngân, kẽm, cadmium, lithium. Nếu vứt bừa bãi ra môi trường, các kim loại này sẽ ngấm vào đất, nước, làm ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chính con người. Chất thải điện tử lẫn trong rác thải và chúng ta đưa đi chôn lấp thì chúng ta sẽ làm cho cái vùng đất đó nó chứa những chất thải không phân hủy được trong hàng trăm năm như năm, và như vậy thì cái bãi chôn lấp ấy vừa tăng cái thể tích chôn lấp mà vừa làm khó cái khả năng hoàn trả lại thành ra những thành phần đất môi trường không thể phân hủy trong tự nhiên. Từ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 16 quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. Quyết định này quy định rõ trách nhiệm của nhà sản xuất phải tổ chức thu hồi sản phẩm thải bỏ đã bán ra thị trường Việt Nam, qua các điểm thu hồi, sau đó xử lý hoặc xuất khẩu ra nước ngoài để xử lý. Đến năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 34. Theo đó, nhà sản xuất phải tổ chức thu hồi sản phẩm thải bỏ do mình đã bán ra thị trường Việt Nam, thiết lập điểm hoặc hệ thống các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ. Tuy nhiên, phần lớn người dân không biết hoặc không để ý tới quy định này. Thậm chí, nếu muốn thì cũng không biết các điểm thu hồi ở đâu để đem đến. Mặt khác, việc bán rác thải điện tử cho những người thu gom ve chai vẫn là thuận tiện. Là những cái mình đã phế thải rồi đó, không có vứt bỏ lòng thùng rác. Ở nhà tôi thì thường là gửi cho cái mấy chú mà đi đó đó, thì mình gửi cho người ta rồi người về người ta tự làm gì đó ta làm, chứ mình cũng không thể bán lại nữa. Ví dụ mà đem ra tiệm sửa không được thì mình đem về, hay là một mình bán lại cho bà tiệm. Điện thoại hư, điện thoại cũ rồi iPad hư gì bỏ cho ve chai, chứ biết dùng cái đâu giờ, chứ nào thu hồi luôn. Theo báo cáo giám sát rác thải điện tử toàn cầu năm 2020 được Liên Hiệp Quốc công bố. Trong năm 2019, toàn thế giới có tổng cộng 53,6 triệu tấn rác thải điện tử, tăng 21% so với 5 năm trước đây. Châu Á là nơi tạo ra nhiều nhất, khoảng 24,9 triệu tấn. Theo báo cáo của Viện Khoa học Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, lượng chất thải điện tử ở Việt Nam mỗi năm tăng khoảng 100.000 tấn, chủ yếu đồ gia dụng điện tử phát sinh từ hộ gia đình, thiết bị điện tử văn phòng như máy tính, máy photocopy, máy fax. Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã và đang đẩy mạnh thực hiện mô hình thu gom pin, rác thải điện tử. Nhiều địa phương trên cả nước đã và đang đẩy mạnh thực hiện mô hình thu gom pin, rác thải điện tử. Nhiều người dân vẫn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về xử lý pin và rác thải điện tử đúng cách. Các chuyên gia môi trường cho rằng, việc thu hồi, xử lý rác thải điện tử ở Việt Nam chỉ có thể chuyển biến tốt hơn nếu có sự đồng bộ từ cơ quan quản lý doanh nghiệp cho tới người tiêu dùng. Song song với những biện pháp quản lý doanh nghiệp, cần tích cực truyền thông cho người dân về sự nguy hại của rác thải điện tử đến cuộc sống của chính họ, của môi trường xã hội, hướng dẫn cách ứng xử đối với rác thải điện tử để người dân tham gia phân loại từ nguồn,
tránh trộn lẫn và xả ra môi trường, gây ô nhiễm nguy hại tới môi trường, đất, nước và không khí. Chương trình Đời sống văn hóa và gia đình xin phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.